Với chỉ khoảng hơn 130 cành, các bạn sẽ hổ nghe một em áo thun đã hơn 13 năm lực bán trên TikTok Shop. Liệu có thực sự xứng đáng hay không? Thì ở đây là áo thun đến từ nhà Capman nha mọi người. Thì đây là một cái brand mà tôi đã từng review thì chất lượng cũng khá là ổn. Đây chính là hai cái form áo mà mình đã shopping về cho mọi người ha. Mọi người có thể thấy ha, thì đây là chất vải 100% cotton cho nên là rất là dày dặn luôn. Về độ co giãn của hai em áo này á thì cũng rất là tốt ha. Đây, tôi test cho mọi người coi luôn ha. Phần bo cổ rất là mềm mại ha, tạo cảm giác rất là thoải mái khi mặc luôn. Theo mình cảm nhận thì cái chất vải này á thì rất là thoáng luôn nha. Mà em này thì đang thuộc cái form regular fit á cho nên mọi người mặc rất là thoải mái, sẽ không bị gò bó ha. Mà theo cảm nhận của mình á thì em này thấm hút mồ hôi hơi bị tốt nha. Đây chính là cái form em màu xám ha. Nói chung là màu sắc rất là trẻ trung nha mọi người. Mà nhắc về màu sắc á thì em này rất là nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn ha. Mà với chỉ khoảng 130 cành mọi người sở hữu em áo thun basic như thế này á, tôi thấy rất là ổn luôn nha, bởi vì chất lượng vải rất là chất lượng luôn ấy. Và nếu mọi người thích em áo này á thì tôi đã sẽ phẩm chính hãng ở dưới góc trái này ha. Bây giờ thì see ya.